Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018, chương trình có những tin chính như sau. Tại Thanh Hóa, sau tiếng nổ lớn, trụ sở xã bốc cháy nguồn ngụt. Nguyên thượng tá công an lừa đảo 24 tỷ đồng. Không tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2019. Nông dân Pháp biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc. Tại Thái Lan đã bắt giữ hơn 100 người thượng Việt Nam và Campuchia đang xin tị nạn. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin chính trị. Giới hữu trách địa phương ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vào hôm 30 tháng 8 cho biết, công an đang điều tra một vụ nổ gây cháy bất thường tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, làm thiệt hại nhiều tài sản có giá trị lên đến gần 600 triệu đồng. Truyền thông trong nước cho hay, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 8, người dân xung quanh khu vực Ủy ban xã Hải Lộc nghe một tiếng nổ lớn và sau đó thấy kính vỡ và khói bốc ra nghi ngút từ tầng 3 của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi người dân hô hoán và trợ giúp, hỏa hoạn được dập tắt sau 30 phút. Tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong hội trường, như hệ thống âm thanh, ghế, rèm. Tổng thiệt hại được xác định khoảng 580 triệu đồng. Các giới chức địa phương cho biết, hiện công an đang điều tra xem nguyên nhân vụ cháy có phải là do có người cố tình gây ra hay chỉ do chập điện. Vụ việc xảy ra ngay vào thời điểm được cho là nhạy cảm, khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình trên cả nước vào dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Vài ngày trước, tờ báo của Quân đội Việt Nam, Báo Nhân dân có bài viết được đăng lại trên nhiều tờ báo chính thống khác, kêu gọi người dân Việt Nam cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với mọi lời kêu gọi biểu tình vào ngày hôm 2 tháng 9. Hôm 27 tháng 8, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ thị cho lực lượng công an phải nắm bắt tình hình, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người quá khích vào dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Tiếp theo là tin chính trường tham nhũng. Sau 2 ngày xét xử vào ngày 30 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án chung thân đối với Y Tuyến Cơ So, nguyên thượng tá công an tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin được đăng tải trên trang vietnamnet.vn. Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014, Y Tuyến đã giữ chức vụ Phó trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ BA71. Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 8 năm 2016, giữ chức vụ Phó trưởng phòng công an BC64 công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian này, Y Tuyến tự giới thiệu mình có quan hệ rộng để dễ dàng xin cho nhiều trường hợp vào học tại các trường thuộc ngành công an hoặc xin vào công tác hay chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác trong ngành này. Để tạo niềm tin, Y Tuyến ghi giấy nhận tiền, ký tên ghi rõ cấp hàm, chức danh, đơn vị công tác và hứa sẽ trả lại tiền nếu không chạy được việc. Theo điều tra, Y Tuyến đã nhận khoảng vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng một trường hợp. Tổng cộng, bị cáo nhận của 62 nạn nhân với số tiền hơn 24,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi sự việc vỡ lở, Y Tuyến đã thiêu hủy các hồ sơ giấy tờ liên quan. Bị cáo Y Tuyến nhiều lần đã khai đã chia số tiền chiếm đoạt được cho những người giới thiệu, các lãnh đạo trong và ngoài lực lượng công an để tạo quan hệ nhờ chạy việc. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác các lời khai này bởi bị cáo không có bằng chứng cụ thể. Tiếp theo là tin thuế môi trường. Tin trên báo Người Lao Động cho hay, chính phủ sẽ không tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2019. Như thế, ít nhất đến hết năm 2019, trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của thuế bảo vệ môi trường sẽ chưa được xem xét đến. Theo dự kiến trước đó, nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, thuế xăng dầu mới có thể áp dụng từ tháng 10 năm 2018, chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch tăng thuế trong tháng 7/2018. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã quyết định Thường vụ Quốc hội sẽ không biểu quyết thông qua nghị quyết tại phiên họp bởi còn nhiều ý kiến trái chiều. Tiếp theo là tin dân chủ nhân quyền. Tin trên đài RFA cho biết, tù nhân lương tâm, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa đã bị đánh ngay sau phiên tòa xử nhờ hoạt động vì môi trường ông Lê Đình Lượng ở Nghệ An hôm 16 tháng 8 vừa qua. Người thân của Hóa cho biết, gia đình Hóa đã vào thăm anh tại trại giam An Điềm ở Quảng Nam vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Và được Hóa cho biết, sau phiên xử của ông Lê Đình Lượng ở Nghệ An, thì thấy sức khỏe của em không được như những lần vào thăm trước. Em ốm và gầy hơn.
Hóa cũng nói là sau lời khai của ông Lượng ở Nghệ An thì có một người đánh vào đầu em. Cũng theo người thân của Nguyễn Văn Hóa, trong lần thăm mới nhất, Hóa cho biết anh bị bệnh và cần đi khám. Về sức khỏe, đợt này Hóa nói em có một cục u đau ở mông, cứ trở trời là đau nhất, cho nên trong tuần này Hóa sẽ gửi lên giám thị ở trại giam và xin đi khám. Tiếp theo là tin kinh tế. Theo Thông tấn xã Việt Nam vào ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã kiểm tra thực địa khu vực cửa khẩu Chi Ma và làm việc với các lực lượng chức năng về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma của Việt Nam, ái điểm của Trung Quốc, tại địa bàn huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Theo trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn Phan Hồng Tiến, đến thời điểm này thì công trình nhà kiểm soát liên ngành số 1 tại khu vực cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình đã hoàn thành với tổng diện tích sàn xây dựng là 4.294 m², nhà trực kỹ thuật điện, nước, khuôn viên sân, vườn và các hạng mục phụ trợ như là hệ thống điều hòa, phòng cháy chữa cháy, camera an ninh đã hoàn thiện với tổng mức đầu tư toàn bộ công trình gần 110 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ông Phạm Ngọc Thưởng đã nêu rõ, việc mở cặp cửa khẩu song phương có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khu vực biên giới, đồng thời đã góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Do đó, lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma của Việt Nam và ái điểm của Trung Quốc cần được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Vừa rồi là phần tin Việt Nam, tiếp theo là phần tin quốc tế. Theo hãng tin AFP, vào ngày 29 tháng 8 2018, hơn 100 nông dân đến từ khắp nước Pháp đã kéo đến làng Meurs, miền trung nước Pháp, chiếm đóng một khu đất canh tác mà các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua tại đây để phản đối nạn đầu cơ đất đai của Pháp. Vào năm 2016, Hồng Giang, một tập đoàn của Trung Quốc đã mua 1.700 hectare đất tại vùng này để trồng lúa mì xuất khẩu ra thị trường thế giới. Tập đoàn này cũng đã mua 900 hectare đất tại tỉnh Allier. Phát ngôn viên của Tổng Liên đoàn Nông dân Laurent Binatel đã bày tỏ sự phẫn nộ. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua đất của nhiều chủ sở hữu, mua các cổ phần, lập các công ty một cách hoàn toàn hợp pháp, trong khi có một cơ chế kiểm soát việc mua bán, thuê đất ở Pháp. Cơ chế này đã tỏ ra không hiệu quả. Về phần Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephen Travert, ông cho hãng tin AFP biết là một nhóm nghị sĩ quốc hội đang làm việc trên vấn đề này và ông đang chờ báo cáo từ kết quả để từ đó đưa ra những đề nghị cụ thể nhằm hạn chế việc Trung Quốc mua đất canh tác. Trong tháng 2 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã loan báo đề ra những quy định để kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài mua đất canh tác ở Pháp. Trước đây, các nhà đầu tư Trung Quốc chủ yếu nhắm đến Đông Nam Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Nhưng vài năm trở lại đây, họ đã chuyển sang mua đất ngày càng nhiều ở Mỹ, Úc và châu Âu. Tin trên BBC cho biết, Thượng tướng Lại Thanh Đức hướng đến kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thứ hai ở Đài Loan vào năm 2019. Đài Loan đang hướng đến chính sách quốc gia song ngữ. Theo đó, tiếng Quan thoại và tiếng Anh sẽ được sử dụng làm ngôn ngữ chính thức vào năm 2019. Hiện tại, tiếng Quan thoại đang là ngôn ngữ chính duy nhất ở đảo quốc này. Mục đích đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thứ hai là để tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của Đài Loan. Theo tờ Taiwan News vào ngày 28 tháng 8, ông cũng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập Ủy ban thúc đẩy tiếng Anh thành ngôn ngữ chính để nghiên cứu và lên kế hoạch cho chính sách song ngữ của nước này vào năm 2019. Vẫn là tin quốc tế, Thái Lan bắt giữ hơn 100 người thượng Việt Nam và Campuchia đang xin tị nạn. Vào sáng ngày 30 tháng 8, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền Thái Lan phải trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số tị nạn và những người tìm kiếm quy chế tị nạn với quy chế của Liên Hiệp Quốc vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt gần đây. Hầu hết họ là người thượng ở Việt Nam và Campuchia bị bắt trong ngày 28 tháng 8 ở ngoại ô Bangkok. Những người thượng tìm kiếm quy chế tị nạn ở Thái Lan, hầu hết ở khu vực Tây Nguyên, bị chính quyền cưỡng chế đất đai mà không được đền bù thỏa đáng hoặc bị đàn áp khi theo đạo Tin Lành, phải chạy trốn qua các nước lân cận. Bà Grace Bùi, giám đốc chương trình dự án hỗ trợ người thượng ở Thái Lan, vào trưa ngày 30 tháng 8 cho hay, theo thông tin mà bà biết,
thì chỉ có tổng cộng 133 người bị bắt, trong đó có 46 trẻ em. Ngày hôm qua đến hôm nay thì chính phủ Thái họ đã bắt đầu làm giấy tờ. Đến bây giờ họ vẫn chưa bắt đầu phiên tòa, nhưng một số người đã bị bỏ tù. Phần lớn vẫn còn ở nơi giam giữ. Có người có quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc, có người đang chờ đợi phỏng vấn và có người mới qua chưa có thẻ. Những người bị bắt sắp tới đây có thể sẽ phải ra tòa, nộp tiền phạt khoảng 50.000 bạc Thái, tức khoảng 1.500 đô la Mỹ, hoặc bị đưa vào trại tạm giam người nhập cư IDC. Theo bà Reese Bui, sẽ rất khó để đưa ra những người bị giam ở trại này trở ra ngoài. Khi vào tù bình thường, họ có thể ở một vài ngày hay một hai tuần rồi mình nộp phạt cho họ ra. Nhưng khi vào IDC thì rất khó ra. Có những người phải ở cho đến khi có một nước thứ ba nhận họ mới được ra. Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền chỉ trích việc Thái Lan đang giam giữ 50 trẻ em tị nạn và đang tìm kiếm quy chế tị nạn là vi phạm các cam kết quốc tế của Thái Lan và yêu cầu chính phủ nước này trả tự do cho những trẻ em này ngay lập tức. Tiếp theo là phần bình luận thời sự. Trong mấy ngày qua, cư dân mạng xôn xao và phản ứng mạnh về cách đánh vần mới cho học sinh lớp 1. Cải cách giáo dục vẫn luôn có nhiều sự tranh cãi. Cải cách thường là làm cho tốt hơn, nhưng với giáo dục Việt Nam, có nhiều lần cải cách chỉ làm cho học sinh, phụ huynh thêm lắng lo về phương pháp dạy học cũng như thi cử. Quốc gia không chỉ là một thực thể chính trị và địa lý, nó còn là một thực thể về văn hóa và dân tộc. Ngôn ngữ còn, quốc gia còn. Giáo dục đang cải tiến hay cải lùi? Xin để cho mọi người tự nhận xét. Hôm nay Phương Trâm chỉ muốn mang đến cho quý vị một ca khúc mang tên Thương Ca Tiếng Việt, lời của Hà Minh Quang, nhạc của Đức Trí, qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Mời quý vị cùng nghe ca khúc. Tiếng Việt dù bên nôi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phục môi mỏi mòn đợi chờ chinh phục, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hùng xưa mãi vọng ngàn sao. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Còn nguyên vẹn
cho. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Lời quê hương ấy lời sắt Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta ngày hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui và an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.